chiến lược cuối cùng mà để giúp cho marketing để thu hút khách hàng tiềm năng về nhiều hơn chúng ta, đó là chúng ta hãy sell sử dụng các cái công cụ quảng cáo chạy kiếm tiền. Nhưng mà khi nào chúng ta chạy quảng cáo thì họ sẽ tiết lộ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi qua phần thứ tư các bạn nhé. Phần thứ tư này là giúp cho chúng ta là thu hút khách hàng về. Những phần trước chúng ta đã sản xuất nội dung rồi, chúng ta đã tạo bối cảnh rồi. Vậy thì sản xuất nội dung rồi, tạo bối cảnh rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Làm thế nào để chúng ta đưa khách hàng về với chúng ta nhiều hơn? Làm thế nào để chúng ta thu hút khách hàng về chúng ta nhiều hơn? Thay vì chúng ta làm content, chúng ta sell, chúng ta làm thế này thế kia để nền tảng từ nó đề xuất. Vậy chúng ta làm gì để chúng ta có thể can thiệp vào những cái điều đấy để giúp cho kênh của chúng ta nó lên, để chúng ta có thể chủ động thu hút khách hàng về với mình? Thì đây là nội dung của phần số 4 này. Đấy là marketing thu hút khách hàng nhiều hơn, khách hàng tiềm năng các bạn nhé. Vậy thì Bảo sẽ tiết lộ các bạn 6 cái cách. Cách thứ nhất là chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân ngay từ đầu. Vậy vì chỗ này mình sẽ nói sâu hơn. Xây dựng thương hiệu cá nhân để khi nhắc đến các bạn là người ta nhắc đến chỗ này. Ví dụ nhắc đến bác sĩ Cung là người ta biết rằng là bác sĩ nội tiết. Nhắc đến bác sĩ Hải là nhắc đến vô sinh hiếm muộn. Nhắc đến bác sĩ Thịnh là nhắc đến là gì ạ? Sinh sản phải không? Ví dụ như dần dần vào xây dựng là nhắc đến Trần Võ Bảo là nhắc đến kinh doanh về ngành dược phẩm, đào tạo xây dựng đội nhóm. Ví dụ nhắc đến ông nào bà nào hoặc là nhắc đến các bạn là biết các bạn về ngách đó rồi. Đấy gọi là xây dựng nhân hiệu cá nhân. Và làm sao để xây dựng nhân hiệu cá nhân cho tốt là thế này. Là chúng ta hãy làm video từ đầu đến cuối, hoặc là chúng ta làm content, hoặc chúng ta sản xuất nội dung, sản xuất bài viết. Tóm lại rằng là tất cả những cái gì, những cái nội dung của chúng ta đưa lên trên kênh của chúng ta, nó chỉ phục vụ một phân khúc duy nhất, đó là khách hàng của chúng ta. Ví dụ như khách hàng của các bạn là những người phụ nữ thích làm đẹp, thì tất cả thông tin phải đưa về làm đẹp. Ví dụ ăn thế nào cho đẹp, ngủ thế nào cho đẹp, hoặc là tập những bài tập yoga nào để cho đẹp, hoặc là cách làm A, B, C, X, Y, Z thì cho đẹp, hoặc là cách ăn kiêng, hoặc bất cứ cái điều gì đó để giúp cho phụ nữ họ đẹp lên. Chứ không được liên quan đến là gì, làm sao cho bé tăng cân, làm sao để hết tiểu đêm, làm sao để hết đau đầu, làm sao để chúng ta có thể chạy bộ nhanh hơn. Đấy, thì các bạn không được đưa những cái thông tin nó lên thì nó làm nhiễu loạn. Và những cái fan, những cái người hâm mộ chúng ta, họ xem những cái thông tin đó họ cũng không quan tâm, họ lại có cảm xúc tiêu cực với chúng ta. Vì vậy xây dựng nhân hiệu cá nhân đơn giản là chúng ta hãy cung cấp những thông tin chỉ phục vụ một ngách duy nhất, chỉ phục vụ một đối tượng khách hàng duy nhất, đó là khách hàng của chúng ta, mà khách hàng nào chúng ta đã chọn ngay từ đầu rồi. Vậy là gọi là xây dựng nhân hiệu cá nhân thôi. Và chúng ta cứ nói nhiều riết về cái điều này thì chúng ta trở thành một chuyên gia, thế thôi, cũng không có gì là phức tạp các bạn nhé. Các bạn ví dụ các bạn chọn đối tượng là phụ nữ thích làm đẹp, thích về skin care làm đẹp, các bạn cả trăm video các bạn nói về làm đẹp hết, cách ăn làm đẹp, cách ngủ làm đẹp, cách làm mọi thứ vân vân về làm đẹp, thì các bạn dần dần các bạn trở thành chuyên gia. Và khi nhắc đến các bạn là nhắc đến biểu tượng của cách làm đẹp thì người ta tin các bạn đấy. Vậy thì cách thứ nhất để mà marketing, để chủ động thu hút khách hàng về với chúng ta, thay vì mặc kệ cho nền tảng tự đề xuất, đó là chúng ta phải xây dựng nhân hiệu cá nhân. Tất nhiên là trong thời gian đầu chúng ta chưa nổi tiếng, nhưng mà chính vì điều đó thì chúng ta phải làm, chúng ta làm nhiều hơn. Có một cái quy tắc đó là gì? Quy luật đủ lượng là chất đổi, phải không các bạn? Các bạn cứ nói nhiều, các bạn làm như video nhiều, các bạn trao giá trị nhiều về một cách, về một chủ đề, thì tất nhiên dần dần sẽ có nhiều người họ tin các bạn, họ đến các bạn, đúng không? Thế nên là cái việc xây dựng nhân hiệu cá nhân là việc của cuộc chơi lâu dài, chứ không phải cuộc chơi ngắn hạn. Thế nên các bạn đừng lo lắng các bạn nhé. Đấy, đừng lo lắng. Thế nên là các bạn tránh luôn cái trường hợp là ngày hôm nay chúng ta chọn cái ngách này mà chúng ta làm chưa ra tiền, ngày mai chúng ta đổi mất tiêu qua ngách khác. Chúng ta làm ngách này chưa ra tiền, các bạn xóa kênh. Các bạn cứ làm lại cách này, cứ làm lại kênh mới nhưng mà chọn ngách này, làm đến khi nào thành công thôi. Chứ ngày hôm nay chúng ta chọn ngách A nhưng mà chúng ta làm 5-10 video chưa thành công, chúng ta vứt bỏ mất tiêu. Ngày mai chúng ta chọn ngách B, chúng ta làm 5-10 video nhưng không thành công, chúng ta vứt bỏ mất tiêu. Ngày mốt chúng ta chọn ngách C, chúng ta tiếp tục lại làm 5-10 video. Dần dần chúng ta sẽ mất niềm tin và rất là khó thành công. Không ai làm kênh ngay thành công ngay từ đầu đâu các bạn ạ. Thế nên các bạn phải kiên trì nhé. Kênh này ví dụ đồng ý kênh chúng ta có thể bỏ. Lưu ý các bạn một điều này, nếu như kênh các bạn không lên, nếu như khoảng tầm 100-200 view, cứ mãi đẹp 120 view, cả chục video, cả 20 video, 100 view, 200 view, tốt nhất là các bạn nên bỏ kênh đi, xóa luôn. Các bạn làm khoảng tầm 10 video, video nào cũng được vài chục view, được 100 view, 150 view, bỏ luôn kênh. Đảm bảo các bạn sau 10 video kênh các bạn bị bóp. Mà thay vì chúng ta tiếp tục xây dựng trên kênh đó thì chúng ta hãy bỏ luôn, chúng ta xây dựng kênh mới, xóa kênh và
dùng số điện thoại, dùng Gmail để chúng ta tạo ra kênh mới. Rồi, cách thứ nhất là chúng ta xây dựng nhãn hiệu cá nhân. Nếu các bạn đang gặp khó khăn trong việc xây dựng nhãn hiệu cá nhân thì các bạn hãy cứ comment và sẽ trả lời các bạn nhé. Rồi, bước số 2, cái chiến lược số 2 là để chúng ta có thể chủ động marketing thu khách hàng về mà không cần đến nền tảng đề xuất. Đó là gì? Chúng ta phải đào sâu những vấn đề thị trường họ quan tâm là gì. Chúng ta hãy đào sâu vào cái video nào mà khách hàng họ đã tương tác, họ đã bình luận ở bên trong, và sau đó chúng ta hãy làm những cái video về những cái chủ đề đó. Thứ nhất là chúng ta có thể là rep comment trực tiếp, hoặc là rep comment bằng video, hoặc là chúng ta tổng hợp trong cái video đó nhiều người nói về cái chủ đề đó, thì chúng ta hãy làm video về chủ đề đó, là chắc chắn thị trường họ quan tâm, bảo tin 100% là chính xác và đã làm như vậy là thành công. Rồi, đó là cách thứ hai là đào sâu vào những cái vấn đề thị trường họ quan tâm. Cách thứ ba là chúng ta tương tác với fan tích cực các bạn nhé. Tích cực các bạn nhé. Nếu như ai đó chửi bới chúng ta hoặc ai đó làm điều gì chúng ta rằng, một là chúng ta tin. Nếu mà tuyệt vời chúng ta tin và cảm ơn họ, vẫn là tích cực. AI nó quét hết các bạn ạ. Hoặc là nếu mà chúng ta không làm chủ cảm xúc được, chúng ta kể nó. Các bạn tin cũng được và không tin được kể nó. Nhưng mà tuyệt đối không được chửi lại, tuyệt đối không được đôi co với họ. Tuyệt đối không đôi co. Cách thứ tư là chúng ta tạo nội dung gây tranh cãi với trong phạm vi kiểm soát được. Trong cái phạm vi kiểm soát là trong phạm vi chấp nhận được nhé. Đôi khi kênh của chúng ta làm chính thống nó không lên, nhưng mà chúng ta chỉ cần tạo ra một cái thông tin nó sai lệch đi một tí mà tạm chấp nhận được nhé, chứ không được quá sai nhé, thì nó lên ngay. Trong phạm vi kiểm soát và trong phạm vi cho phép, chứ không được đưa ra thông tin quá là sai lệch các bạn nhé. Rồi, đó là chiến lược thứ tư là tạo ra nội dung gây tranh cãi. Nhưng mà nội dung này không nên gây thường xuyên, từ từ ít thôi các bạn nhé, không nên đưa lên thường xuyên, ít thôi. Và cái chiến lược thứ năm đó là chiến lược thứ năm là sử dụng những cái hashtag để mở rộng phạm vi. Và khi chúng ta làm một video, bảo lưu với các bạn có ba cái loại hashtag. Hashtag thứ nhất các bạn phải có, đó là tên riêng của các bạn. Ví dụ như là các bạn để tên kênh là gì, Dược Sĩ Bảo, thì để hashtag là Dược Sĩ Bảo. Video nào cũng phải có hashtag Dược Sĩ Bảo. Đó là một cái hashtag thứ nhất, đó là hashtag cá nhân. Hashtag thứ hai đó là hashtag về chủ đề chúng ta đang làm. Ví dụ như Bảo làm video về sầu riêng thì ghi là hashtag đó là sầu riêng, ăn sầu riêng, nước ép sầu riêng. Nước ép sầu riêng thì nó hơi nhỏ, nhưng mà sầu riêng thôi, là từ khóa là sầu riêng. Cái từ khóa thứ hai này là từ khóa bám sát vào chủ đề. Hashtag thứ ba đó là hashtag trong phạm vi rộng. Ví dụ như các bạn có một cái hashtag là education, nếu mà ai gắn hashtag đó thì rất là nhiều người họ vào. Đấy, thì cái hashtag này các bạn có thể dùng theo trend. Dùng một là các bạn, trường hợp thứ nhất là các bạn đang dùng theo trend. Xem cái trend này là trong thời điểm này, ngày hôm nay, ngày mai người ta đang dùng cái trend gì. Chúng ta gắn hashtag đó vào thì để kênh của mình nó lên viral rất là nhanh. Vì ai cứ dùng hashtag đó là lên rất nhanh. Hoặc là các bạn có thể trong cái top 100 của các bạn, là các bạn xem rằng là những cái kênh nổi tiếng đó, họ dùng cái hashtag rộng nào. Ví dụ họ đang dùng hashtag là gì? Là phụ nữ, họ dùng hashtag là đàn ông, họ dùng hashtag là làm đẹp. Đó là những cái hashtag rất là rộng. Thì làm sao làm đẹp thì lúc đó chúng ta hãy dùng hashtag đó. Chúng ta coi ba bốn người nổi tiếng cùng một phân khúc, họ dùng cái hashtag gì. Cái hashtag đó là hầu như người nào cũng dùng, video nào cũng dùng, thì đó là hashtag phổ rộng. Đó là hashtag phổ rộng thì chúng ta hãy dùng hashtag đó để làm sao, để khách hàng họ tìm kiếm cái hashtag đó là ra chúng ta. Đấy, họ tìm kiếm ra cái người đó là nó cũng ra luôn chúng ta. Đấy, đó là cái hashtag các bạn nha. Vậy các bạn phải có ba cái hashtag quan trọng. Một là hashtag tên cá nhân, tên kênh của chúng ta. Hashtag thứ hai là hashtag của nội dung, hashtag của cái chủ đề đó. Hashtag thứ ba là hashtag trong phạm vi rộng. Chiến lược cuối cùng mà để giúp cho marketing, để thu hút khách hàng tiềm năng về nhiều hơn chúng ta, đó là chúng ta hãy sell, sử dụng các cái công cụ quảng cáo chạy kiếm tiền. Nhưng mà khi nào chúng ta chạy quảng cáo thì Bảo sẽ tiết lộ các bạn, Bảo cho các bạn những cái mốc thế này. Ví dụ như các bạn đang ở mốc từ 100 view rồi xuống, các bạn bỏ đi, các bạn bỏ kênh. 10 video liên tục như vậy thì các bạn bỏ kênh, thì chúng ta trả lời câu hỏi tại sao kênh của chúng ta chưa lên. Các bạn làm lại những bước trên của Bảo là kênh sẽ lên ngay. Cái số 2 là gì? Từ 100 view đến 200 view. 100 view, 150 đến 200 view là các bạn có thể chạy quảng cáo được. Chạy 3, 4, 5 cái quảng cáo, nhưng mà nếu như vẫn không lên được thì vứt luôn kênh, chúng ta xem là. Còn nếu các bạn đã từ khoảng tầm 1.000 view trở lên, 500, 600, 1.000 view trở lên, thì các bạn cũng nên quảng cáo. Quảng cáo một tí thôi, không cần nhiều. Nhưng mà khoảng tầm là 1.500, 2.000 trở lên thì kênh của các bạn đã được lên, thì các bạn không cần quảng cáo. Quảng cáo càng tốt, mà không cần quảng cáo cũng được. Các bạn hãy tối ưu lại cái kênh này, tối ưu lại ánh sáng, tối ưu lại background, tối ưu lại bối cảnh, tối ưu lại cái ngôn từ, tối ưu lại cái ngôn ngữ cơ thể, tối ưu lại cái âm thanh, tối ưu lại cái kịch bản, tối ưu lại cái năng lượng của bản thân.
Vì sao ạ? Vì từ 1.000 view trở lên, 500, 800, 900, 1.000 view á, là bắt đầu thị trường họ đã chấp nhận chúng ta. Cái việc của chúng ta làm sao? Là chúng ta hãy chỉ cần tối ưu lại. Vậy tối ưu thế nào cho đúng? Về cái phần nội dung, các bạn hãy click vào phần phân tích ở trên máy tính á. Các bạn hãy đăng nhập ở trên máy tính, các bạn vào cái phần phân tích, các bạn xem cái tỷ lệ xem bao nhiêu phần trăm. Ví dụ kênh của các bạn khoảng tầm là 50 giây, video đó 50 giây, nhưng mà tỷ lệ người xem là xem hết 3 giây thì chứng tỏ là khúc mở đầu các bạn đã dở rồi, nó không hay, làm lại từ đầu. Còn nếu như người ta xem được 15 giây và sau đó người ta không xem nữa, và chứng tỏ khúc đầu chúng ta hay, nhưng mà khúc sau nó dở quá. Từ cái giây từ 10 đến giây 15 nghe nó nhàn quá, nó dở quá. Vậy thì chúng ta phải tối ưu lại cái phần thân bài và phần kết bài để nó hay hơn. Còn phần mở bài là đã hay rồi, thế nên là chúng ta không cần tối ưu, hoặc tối ưu thêm càng tốt. Nhưng mà cái lưu ý cái phần thân bài, phần kết bài chúng ta phải đẩy mạnh lên, vì đó là cái phần chưa hay nên khách hàng họ bỏ đi ở giây thứ 15. Còn nếu mà 3-4 giây đầu họ bỏ đi rồi á, làm sao à? Hoặc là 1-2 giây bỏ đi rồi thì chứng tỏ là cái nội dung chúng ta làm ngay từ đầu chưa hay. Chúng ta phải đặt lại content, chúng ta phải đặt lại cái 3 giây mở đầu. 3 giây mở đầu nó quan trọng nhất các bạn nhé. Về làm sao để chúng ta có thể biết ánh sáng chúng ta đẹp hay chưa, tốt hay chưa, background tốt hay chưa, thì chúng ta hãy xem những cái bình luận người ta góp ý vào. Nếu mà người ta góp ý thì chúng ta góp nhận ý kiến. Còn nếu mà chúng ta chưa góp ý, hoặc các bạn có thể làm hẳn video sẽ cho các bạn, tôi là dược sĩ này, ngày hôm nay mình muốn các bạn hãy góp ý giúp mình là những cái background, những bối cảnh xung quanh mình làm như vậy phù hợp hay chưa, các bạn có thấy hay có thể giúp mình là sửa đổi làm sao để nó đẹp nhất hay không, nó tốt nhất hay không, thì những cái khách hàng của chúng ta họ vào họ comment. Đó là những cái ý kiến, là những cái sở thích của khách hàng chúng ta, và sau đó chúng ta hãy tối ưu lại giống vậy. Còn nếu mà chúng ta chưa làm như vậy, chúng ta không làm như vậy cũng được. Chúng ta vào những kênh lớn mà cùng phân khúc, chúng ta thấy họ làm sao, chúng ta làm y chang. Ví dụ chúng ta cầm một cái video của mình lên đây và cái video của họ đây, chúng ta xem rằng là hai cái ánh sáng na ná nhau chưa, background na ná nhau chưa, và nó tạo ra cái sự mềm mại, nó tạo ra sự kịch tính, nó tạo ra sự bí ẩn, nó tạo ra sự mạnh mẽ, có na ná như nhau không. Nếu chưa na ná chúng ta hãy làm sao cho nó giống vậy, còn na ná rồi thì chúng ta hãy tối ưu lại phần nội dung, thế thôi. Dần dần chúng ta xây một kênh, hai kênh, ba kênh, đảm bảo là các bạn sẽ lên. Có một cái sai lầm nữa là gì, các bạn mong muốn là dần dần từ nó phát triển, rất khó các bạn, rất khó. Đã ở bên top đã bóp là bóp, đã xuống là xuống, chứ không lên được đâu. Thế nên là các bạn cứ sản xuất luôn là 10 video để đó đăng dần, không lên vứt luôn, xây lại kênh mới. Không nên đầu tư quá nhiều thời gian tiền bạc vào đó để mà hy vọng nó lên đấy các bạn nhé. Mỗi lần xây lại chúng ta tự đặt câu hỏi rằng là chúng ta đang chưa làm tốt điều nào và chúng ta cần cải thêm điều gì. Còn nếu như chúng ta có những người bạn, có những người anh em đã làm kênh tốt rồi, đã ra tiền rồi, mình có thể hỏi ý kiến của họ, là giúp cho chúng ta là góp ý kiến vào kênh của chúng ta làm sao để cho nó lên, là họ sẽ góp ý chúng ta sẽ lên. Còn nếu như các bạn không có những người bạn như vậy thì các bạn sao ạ? Đấy, có Bảo rồi đúng không? Các bạn cứ comment vào bất cứ bài viết nào của Bảo, hoặc là con nhắn tin vào fanpage với Bảo, hoặc là nhắn tin vào sẽ góp ý cho các bạn từng tí một. Phần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, thứ nhất là vô cùng hay, đó là gì? Ứng dụng ChatGPT để chúng ta vào kiếm tiền.